Cậu cứ ở đây lâu chưa? Vào nhà nước. Này, bố mẹ cái trả vay tiền bố tao, chứ vay gì mày? Mày có biết, trước sau gì trà cũng là vợ tao, thì cái nhà đấy kiểu gì trả là của tao. Thế nên ấy, mày phải trả lại ngay cái nhà đấy cho hai chị em trà. Tao cảnh cáo mày, cấm được đụng vào hai chị em nhà trà. Việc này chỉ có bố mới có quyền quyết định. Sao lại thế? Bố tôi thì liên quan gì? Liên quan gì? Về mà hỏi bố mày ấy. Còn bây giờ ngậm cái mồm vào. Thế cậu vào nhà uống nước đã hay là về luôn? Về luôn à? Bình tĩnh thôi. Bố đánh con à? Mày còn dám nói như thế nữa, tao sẽ đánh chết mày luôn. Nhưng mà đấy là ma túy bố ạ. Tao là để nuôi cả cái gia đình này, mày hiểu không? Mày sống, mày ăn bằng tiền của ai hả? Con sống sung sướng ấy, mà để bao nhiêu người phải khổ với bố thì bố ác lắm. Câm! Con không muốn sống trong cái nhà này nữa. Con sẽ đi. Và con không cần bố phải bảo vệ cái trà. Con hiểu rồi. Trà cũng chỉ là nạn nhân của bố. Con sẽ lên đồn biên phòng để báo cáo chuyện này với cả đội trưởng Trung. Mày định tố cáo bố đẻ mày chứ? Tao đã thay mặt mẹ mày dạy dỗ bảo bán mày. Con chỉ báo cáo thằng Đoàn thôi, vì nó làm hại cái trà và con muốn nó phải bị bắt. Không được, vì nó là chồng của chị mày, nó là bố của cháu mày. Con không cần biết. Su, mày làm cái gì đây? Bỏ tao ra! Tịch thu cái điện thoại của nó, cho nó nhốt vào trong phòng. Lúc nào ngoan, hãy thả nó ra. Bố có được làm chết! Bố được đâu mà cái ra? Bố xin bố đấy! Su, bỏ tao ra!